Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Và tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Nóng, Quang Hải lên đường đi Pháp sáng nay, sắp gia nhập Power FC. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang làm thủ tục để đi Pháp ngay trong sáng nay, 27 tháng 6, để chuẩn bị kiểm tra y tế ở câu lạc bộ tại Ligue 2. Sáng ngày 27 tháng 6, tiền vệ Quang Hải có mặt ở sân bay quốc tế nội bài. Theo tìm hiểu, tiền vệ sinh năm 97 của tuyển quốc gia Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh để bay đi Pháp trong sáng này. Trước đó, Hải đã có visa lao động ở Pháp từ hôm 23 tháng 6. Nguồn tin của chúng tôi cho hay Hải sẽ bay đi Frankfurt của Đức lúc 9 giờ 40 phút, sau đó tiếp tục nối chuyến đi Pháp. Theo kế hoạch, tiền vệ sinh năm 1997 quá cảnh ở Đức một đêm, dự kiến trưa 28 tháng 6 mới có mặt tại Pháp. Được biết điểm đến của Hải ở Pháp là câu lạc bộ thi đấu tại Ligue 2. Ngay khi có mặt ở Pháp, Hải sẽ được kiểm tra y tế. Nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế, hợp đồng giữa Hải và câu lạc bộ của Pháp chính thức có hiệu lực. Nguồn tin thân cận tiết lộ với chúng tôi rằng đó là Pau FC, một câu lạc bộ tầm trung ở Ligue 2. Nhiều khả năng Hải ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Pau FC. Từ ngày 26 tháng 6, tờ báo uy tín L'Équipe của Pháp cũng đã đưa tin về bến đỗ mới của Quang Hải tại Ligue 2, nhiều khả năng là Pau FC. Người đại diện tiết lộ cơ hội thi đấu của Quang Hải ở Pháp. Thưa quý vị, theo Nguyễn Đắc Văn, người đại diện Nguyễn Quang Hải, cơ hội ra sân của tiền vệ sinh năm 1997 là khá sáng sủa. Sáng ngày 27 tháng 6, ông Văn có mặt ở sân bay Nội Bài Hà Nội để tiến Quang Hải sang Pháp. Dinh đặt câu hỏi, khi ký hợp đồng câu lạc bộ Pháp có hứa hẹn gì về thời gian thi đấu cho Quang Hải hay không? Ông Văn chia sẻ, không hứa hẹn làm sao ký hợp đồng dài hạn, không ai dạy gì bỏ tiền phung phí, thương vụ này đâu phải đơn giản, tôi phải chiến đấu bao nhiêu lâu mới được. Người đại diện của Quang Hải tiết lộ ông chuẩn bị rất lâu và kỹ càng để giúp tiền vệ tuyển Việt Nam xuất ngoại. Ông nhắm trước câu lạc bộ mới của Quang Hải khoảng nửa năm. Tại câu lạc bộ mới, các đồng đội chủ yếu sử dụng tiếng Pháp và Quang Hải cũng bắt đầu giao tiếp được bằng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, câu lạc bộ cũng sẽ hỗ trợ Quang Hải một phiên dịch viên trong khoảng thời gian đầu để giúp anh thích nghi nhanh hơn. Chuyến bay chở Quang Hải khởi hành lúc 9 giờ 40 phút ngày 27 tháng 6 và quá cảnh ở Frankfurt của Đức. Sau đó tiền vệ này di chuyển sang Paris. Từ thủ đô Pháp, anh tiếp tục đến nơi đóng quân của câu lạc bộ để kiểm tra sức khỏe, dự ký hợp đồng. Khi sang châu Hải có một đội ngũ hỗ trợ riêng. Bên đội mới của Quang Hải được cho là Paul FC, đội bóng xếp hạng 10 League 2 mùa 2021-2022. Lời quýt từ báo thể thao uy tín của Pháp khẳng định Quang Hải ký hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Pau FC. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Pháp. Báo Pháp, Pau FC và Quang Hải đang đàm phán. Quang Hải dường như sẽ đầu quân cho Mets, nhưng rồi Pau FC có những yếu tố tiền vệ này mong muốn và hai bên đang tiến gần đến việc ký kết hợp đồng. Pau FC đàm phán với tiền vệ 25 tuổi người Việt Nam Nguyễn Quang Hải, một ngôi sao thực sự của đất nước Anh. Jules Owens khẳng định bài viết xuất bản sáng 25 tháng 6 và được cập nhật ngay sau đó. Cùng với Paul FC, một số đội bóng Pháp như là Dunkers, Rodas cũng đang chạy đua để có chữ ký của tiền vệ này. Sudquest miêu tả rằng Quang Hải là cầu thủ chưa được biết đến ở châu Âu, nhưng có thể nhanh chóng được nhắc đến trong thời gian tới. Quang Hải tuyển thủ Việt Nam là ngôi sao thực sự của đất nước Anh, hoàn toàn có thể đầu quân cho Paul FC, dù những đội bóng khác cũng đang muốn chiêu mộ cầu thủ này. Tờ báo Pháp chỉ ra rằng Chủ tịch Nam FC đã công khai việc không chấp nhận rủi ro với những thương vụ chuyển nhượng ở giai đoạn này. Sudquest đánh giá cánh cửa đến Mets lựa chọn cấp cao nhất đã đóng lại một trong những lý do khiến Paul FC chiếm ưu thế và nhiều khả năng sẽ chiêu mộ thành công Quang Hải là đội bóng này có thứ anh cần. Thần đồng bóng đá Việt Nam cần đội bóng giống với một gia đình để giúp anh nhanh chóng hòa hợp. Paul FC sẽ không vô cảm trước cơ hội này. Ở chiều ngược lại, tờ báo Pháp cũng chỉ ra những cơ hội với Paul FC. Quang Hải là ngôi sao thực thụ và có sức hút cục lớn tại Việt Nam. Ngoài những phẩm chất bóng đá hiếm có, Hải cũng giúp ích nhiều về mặt tiếp thị. Hải có visa lao động tại Pháp, theo thông tin từ người đại diện của cầu thủ này, anh chỉ còn cách đội bóng mới một cuộc kiểm tra y tế. Hợp đồng sẽ được công khai trong ít ngày tới nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tin tiếp theo, Quang Hải có nhiều cơ hội ra sân nếu đến Power FC. Power FC bến đỗ tin đồn mới nhất của Hải chỉ còn đúng một tiền vệ trung tâm trong đội hình và đây chính là cơ hội để cầu thủ sinh năm 97 cạnh tranh vị trí. Tối 26 tháng 6, ASEAN Football khẳng định Power FC là bến đỗ tiếp theo của Hải sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội. Nếu điều này xảy ra, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ phải cạnh tranh với khá nhiều đối thủ. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Quang Hải đang có giá trị 400.000 euro, con số này ngang bằng với nhiều tiền vệ trong đội hình FC. Tuy nhiên khi so sánh với một số nhân tố chủ chốt, giá trị của Hải vẫn thua thiệt. Với sự cạnh tranh mà tiền vệ này có thể đối mặt là lớn đến mức nào? Ở mùa giải 2021-2022, Paul FC sử dụng sơ đồ chiến thuật 4231 đến 22 lần trong tổng số 38 trận, vì vậy, có thể có khả năng đây là chiến thuật chủ đạo của đội bóng và nhiều khả năng tiếp tục được áp dụng ở mùa giải tới. Trong hệ thống này, Hải có thể chơi được ở 3 vị trí đó là tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh phải. Giữa thời huấn luyện viên Park Hang Seo, Hải thường xuyên được xếp chơi tiền vệ trung tâm và thể hiện khá tốt. Nếu tin đồn gia nhập Power FC là sự thật, huấn luyện viên Didier Tolos nhiều khả năng sẽ cho anh thi đấu ở vị trí này. Bảo FC chỉ còn đúng một tiền vệ trung tâm đó là Giovanni 600.000 euro. Còn lại Quentin Dobin đã chính thức gia nhập FC Cairns, một đội bóng cũng đang trở League 2. Trong khi đó, Dennis Wilpoha đang thi đấu cho Victoria Guimaraes, đội bóng ở giải bồ đầu nhà dưới dạng cho mượn. Quang Hải không có lợi thế về mặt thể lực, sức mạnh nhưng anh sở hữu ý thức chiến thuật tốt, khả năng xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp có thể cạnh tranh vị trí. Ông Đăng Văn, người đại diện của Hải từng nói với Dinh. Hải là người chọn đội bóng vì nhận thấy khả năng thi đấu phù hợp và có nhiều cơ hội ra sân. Đội bóng tương lai đánh giá cao các chỉ số của Hải con và cần một cầu thủ có kỹ thuật chơi bóng thông minh. Nếu muốn được chơi ở vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, Hải phải thể hiện được điểm vượt trội so với Victor Roby và Steve Bronas, hai cầu thủ mang quốc tịch Pháp. Trong đó, Lopri có giá trị 1,4 triệu euro. Anh cũng là trụ cột của Paul FC với 37 lần ra sân ở League 2 mùa giải 2021-2022 và ghi được 5 bàn thắng, 3 kiến tạo. Bionas là đối thủ vừa miếng hơn với Hải khi có giá trị 400.000 euro và chỉ mới được ra sân 9 lần. Trong đó, chỉ có 2 trận đá chính. Một vị trí mà Hải có nhiều cơ hội hơn là cầu thủ chạy cánh phải. Paul FC đang có đến 5 cầu thủ chơi vị trí này. Faris El Melani, 900.000 euro. Davis Gomez, 450.000 euro. Jarrais Casa 400.000 euro, SD Simitri 400.000 euro, DG Prin Danielsi 300.000 euro. Về mặt giá trị chuyển nhượng, ngoại trừ El Melany, các cầu thủ chạy cánh còn lại đều không vượt trội Quang Hải. Ba cầu thủ được ra sân nhiều nhất đó là Simitri 28 trận 7 lần đá chính, Gomis 31 trận 12 lần đá chính, El Melany 17 trận 8 lần đá chính. Những con số này cho thấy vị trí này không thực sự ổn định và Paul FC thường xuyên phải xoay tua cầu thủ. Đây là yếu tố cho thấy Hải có thể cạnh tranh một vị trí đá chính với vai trò của cầu thủ chạy cánh phải. Nhìn chung, ở một đội bóng tầm trung đứng thứ 10 mùa giải 2021-2022 ở giải hạng 2 Pháp, cơ hội của Hải là vẫn có. Điều quan trọng là anh tạo được cơ hội, điều kiện để thích nghi với môi trường bóng đá hoàn toàn mới với tiền vệ này. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Jun Ho ví Quang Hải như Messi, Ronaldo tại câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên Jun Ho đã nhận lỗi vì đã khiến câu lạc bộ Hà Nội để Nam Định cầm chân tại trận đấu bù vòng 3 V-League 2022. Tối 26 tháng 6 trên sân vận động Thiên Trường diễn ra màn so tài giữa chủ nhà Nam Định và đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2022. Với đẳng cấp vượt trội, thầy cháu luyện viên Chun Che Ho là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời lượng của trận đấu. Chính họ là đội có được bàn mở tỷ số ở phút 68 do công của ngoại binh Siladi. Tuy nhiên, ở những phút sau đó, Hà Nội bất ngờ thực hiện hàng loạt sự thay đổi người và điều này khiến lối chơi của họ không duy trì được sự ổn định. Hệ quả 10 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Marcio Marquez đã có bàn thắng quân bình tỷ số, qua đó giữ lại một điểm ở lại với thiên trường. Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Jun Cheol thừa nhận bản thân mắc sai lầm và khiến đội nhà không thể bảo toàn được 3 điểm trọn vẹn trước Nam Định. "Tôi xin lỗi khi thay người không tốt, nên đội không thể giành kết quả tốt hơn. Khi đội đang dẫn trước, quyết định thay người của tôi đã hơi vội vàng, làm khách câu lạc bộ Nam Định luôn khó khăn với cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Tôi đã biết điều này, tôi cũng muốn cùng học trò cố gắng lấy lại bản sắc như xưa của đội. Đây là vấn đề khó nói." Huấn luyện viên Jun Cheol nói. Khi được hỏi về sự thiếu vắng của Hải, huấn luyện viên Chun chia sẻ: các đội bóng luôn cần những người có khả năng tạo đột biến như vậy. Huấn luyện viên nào chẳng muốn Ronaldo và Messi trong đội hình, nhưng với những gì tôi có hiện tại, tôi muốn hướng đến lối đá hiệu quả. Tất nhiên nếu có Quang Hải thì thật tốt, đội có thể chơi sáng tạo hơn, nhưng trong tay tôi vẫn còn nhiều cầu thủ tốt như Hùng Dũng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hải Long hay Nguyễn Văn Tùng, tôi sẽ cố gắng tận dụng. Bên phía câu lạc bộ Nam Định, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Sĩ cho rằng kết quả hòa một đều trước Hà Nội là may mắn, ông nói Ban đầu chúng tôi có tham vọng giành 3 điểm, tuy nhiên thực tế lại cho thấy một điểm là quá may mắn rồi. Thực tế trên sân đã phản ứng đúng điều đó. Câu lạc bộ Hà Nội không hề yếu đi khi mất một hai cầu thủ, họ rất đồng đều vượt trội về mọi mặt. Một điểm giúp Hà Nội tụt lại so với Hải Phòng trên bảng xếp hạng, trong khi đó, Nam Định tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng sau 3 trận đã đấu. Lúc này, đội chủ sân Thiên Trường có 2 điểm và hơn Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về hiệu số phụ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.